Tôi xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm hai món ăn nha. Ở đây là măng tây xào nấm, đậu hũ với nấm, xào xào chao nha các bạn, xào đậu bắp với chao nha. Đậu hũ, nấm đùi gà, đậu bắp. Là mình làm một món măng tây, ớt Đà Lạt với nấm mình làm một món nữa nha. Cái này là mình xào, còn cái này là mình cũng xào nhưng mà xào chay nha. Bây giờ ở đây là có tỏi, hành, ớt, gừng. Ở đây là có miếng rửa chao. Bây giờ mình sẽ pha làm nước sốt nha. Mình cho 2 muỗng cà phê đường vào. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Một chút nước tương cho nó có vị nó thơm nha. Dầu mè một chút. Dầu hào một chút. Giờ mình tán ra. Mình cho nước vô. Cho vào miếng nước. Mình cho vào miếng bột, ớt. Cho vào chút tương ớt. Mình cho vào đây chút xíu bột năng nha. Một muỗng cà phê. Bây giờ mình bắt nước lên, nước muốn sôi mình cho vào chút muối. Bây giờ nước đã sôi rồi mình cho đậu bắp vào. Bây giờ mình trụng hồi nãy giờ cũng được 4-5 phút rồi, giờ mình vớt ra nha. Vớt ra bỏ vào thau nước lạnh liền. Bạn vớt cho vào thau nước lạnh. Cho đậu bắp của mình nó sẽ cứng rồi nó ngon. Giờ mình bắt cái chảo, dầu cũng đã nóng rồi nha. Mình cho gừng, ớt, tỏi vào tất cả vào luôn. Giờ mình cho ra chén nước sốt nha. Dặn lửa riu riu nha. Cho hành tây nha. Các bạn thấy đơn giản mà ngon không? Nói chứ ăn mặn còn ăn chay còn ngon gấp mấy lần ăn mặn nữa. Mà giảm được cái sát sanh, bớt cái tạo nghiệp bớt. Bây giờ mình cho ra dĩa nha. Bây giờ món thứ nhất là đậu bắp xào chao. Xào chao với nấm là xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm món thứ hai. Bây giờ món thứ hai mình bắt cái chảo rồi cho chút xíu dầu, dầu nó nóng rồi mình cho tỏi, hành vào.
cho vào xí bột niêm, xí đường, xí nước mắm. Chút dầu hào, chút dầu mè, cho hành tây vào, cho ớt Đà Lạt vào luôn. Cái măng tây này các bạn khỏi có cần mà xào mềm không ngon nha, măng tây này mình ăn sống được á, mình ăn sống được thôi, mình xào nó vừa chín tới thôi, nó còn giòn nó mới ngon, còn xào chín nó sẽ không ngon. Xào mà ăn nó còn giòn mà nó nghe một cái ngọt, nó ngọt ngon hơn. Rồi vậy thôi các bạn, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cho miếng hành lá vào, cho vào miếng tiêu. Bây giờ mình cho ra dĩa luôn. Đầy đủ dinh dưỡng luôn. Măng tây này ăn tốt đó nha các bạn. Nói ra thì giờ rau củ quả cái nào cũng tốt đó. Trừ khi mình ở nhà mình trồng, chứ còn mua ngoài người ta xịt sâu xịt thuốc về mình cũng phải ngâm nước muối, mình xả đi xả lại nhiều lần cho nó kỹ mới được. Ở nhà trồng thì nó lại khác. Bây giờ hai món ăn đơn giản của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng và thành công nha. Rất là đơn giản luôn cả nhà. Thôi giờ mình xin chào nha. Chúc cả nhà luôn được bình an, dồi dào sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong mọi công việc nha. Bây giờ mình xin chào.